Thưa quý vị, tại miền Bắc, đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn đang được cho là trung tâm phát triển và thu hút đầu tư tại miền Bắc nói chung cũng như Quảng Ninh nói riêng. Không những được quy hoạch trở thành đặc khu, mới đây Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa Vân Đồn trở thành trung tâm tài chính phát triển của châu Á-Thái Bình Dương. Có thể nói, với quyết định này, Việt Nam kỳ vọng trong thời gian tới, Vân Đồn sẽ là một đặc khu kinh tế hiện đại, đồng thời mang lại nguồn thu ngân sách cho nhà nước và nguồn lợi nhuận vô cùng lớn cho các nhà đầu tư. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng khu kinh tế Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. Về kinh tế, mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất của Vân Đồn đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với tổng sản phẩm đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào ngân sách nhà nước 10% giá trị xuất khẩu. Về xã hội, tốc độ tăng dân số trung bình trong các giai đoạn 2020-2021 đến 2025-2026 đến 2030 tương ứng là 6%, 11% và 8%. Quy mô dân số tăng từ 52.000 người năm 2019 lên 140.000 người vào năm 2030, đến năm 2030 tạo khoảng 89.000 việc làm. Bên cạnh đó, bản quy hoạch tổng thể có các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, du lịch, dịch vụ hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, khoa học công nghệ, hệ thống kết cấu hạ tầng, các lĩnh vực xã hội. Trong lĩnh vực du lịch, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, Vân Đồn thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 170.000 người nước ngoài đến Vân Đồn. Trong đó tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng về di sản thiên nhiên thế giới trong khu vực, di sản văn hóa truyền thống. Đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ hiện đại, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Vân Đồn trở thành trung tâm tài chính phát triển của châu Á-Thái Bình Dương. Vân Đồn sẽ tập trung phát triển và kinh doanh cảng hàng không, đẩy mạnh phát triển logistics để đưa Vân Đồn trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ hậu cần đẳng cấp thế giới, trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa vào khu vực Đông Nam Á. Về tổ chức không gian lãnh thổ, khu kinh tế Vân Đồn sẽ gồm các khu du lịch đặc thù, chất lượng cao, sân bay và cảng biển, xây dựng khu dịch vụ cao cấp, trung tâm dịch vụ sản phẩm biển và hình thành trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cảnh sát biển. Khu kinh tế Vân Đồn sẽ tổ chức không gian phát triển và phân vùng phát triển đô thị theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện phát triển trong từng giai đoạn, phát triển không gian đô thị theo hướng đô thị hiện đại tầm cỡ quốc tế.